Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Video ngày hôm nay, em xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bản nhạc test trên cặp loa đến từ thương hiệu Monitor Audio của Anh Quốc. Đó chính là cặp loa Monitor Audio 507G. Cặp loa sở hữu hai loa bát đường kính 20cm. Một loa chung và một loa chép. Một cặp loa cực kỳ hay và đáng chơi trong mức đầu tư trên dưới 40 triệu. Giá mới của cặp loa này là 41 triệu. Hiện tại bên em đang có cặp loa hàng Line New giá 26 triệu. Cực kỳ hợp lý cho các bác chơi và trải nghiệm. Em xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông khi người nghệ
gì cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút trong sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương, riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương, riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Thank you.